Kính thưa quý vị, tin từ Los Angeles, Hoa Kỳ, nam minh tinh điện ảnh Hollywood Tom Cruise là nhân vật chính trong cuốn phim Oblivion đã gặt hái thành công về số vé bán được trong tuần lễ đầu tiên chiếu tại các rạp chiếu phim Hoa Kỳ. Theo thống kê mới nhất, tổng số vé bán được tại các rạp chiếu phim tại Hoa Kỳ và Canada lên đến 38 triệu Mỹ Kim. Oblivion là một cuốn phim nói về năm 2077, những người cuối cùng trên quả địa cầu đang chống chọi với những người hành tinh khác để tìm sự sống và những nguồn nước cung cấp đến nhân loại. Ước tính số vé sẽ bán được khoảng 30 triệu Mỹ Kim. Nhưng trong tuần lễ đầu tiên, ngôi sao điện ảnh Hollywood Tom Cruise qua cuốn phim Oblivion đoạt doanh thu ngoài dự đoán lên đến 38 triệu Mỹ Kim. Và cái đến phim 42 nói về huyền thoại danh thủ đầu tiên người da đen Jackie Robinson được tuyển vào chơi bộ môn thể thao baseball với số vé bán được lên đến 18 triệu Mỹ Kim, đứng hàng thứ nhì. Và cuốn phim đứng hàng thứ ba, The Cruise, kiếm được doanh thu lên đến 9.5 triệu Mỹ Kim. Và hai cuốn phim còn lại trong top 5, số lượng vé bán là Scary Movie 5 và G.I. Joe Retaliation vẫn được nhiều khán giả ưa thích vào tuần lễ thứ hai. Và sau cùng là Iron Man 3 đang được chờ đợi ra mắt khán giả hâm mộ vào ngày 3 tháng 5 sắp tới. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number one. Heroes. There is no such thing.